Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3171 không ai dám trả lời Trên mặt các thần quân của tinh vực Bạch Hổ lộ ra ý cười Xem ra trận chiến đấu này đã không cần phải tiếp tục nữa Trên mặt mọi người trên địa cầu lộ ra vẻ sợ hãi cùng hoang mang Tuy rằng bọn họ không ôm bao nhiêu hy vọng đối với Đường Tuấn Nhưng giờ phút này Đường Tuấn thất bại vẫn làm cho bọn họ có chút không biết làm sao Khủ khủ khủ, Răng của lão súc sinh này thật đúng là sắc bén. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên với một tiếng ho. Người hai bên chấn động một chút, nhìn chằm chằm Đường Tuấn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Đường Tuấn dùng bàn tay không bị cắn kia nắm lấy đầu sư tử vàng từ trên vai mình. Từng hàng vết cắn xuất hiện trên vai, mỗi một cái dường như đều xuyên thủng bả vai Đường Tuấn, máu tươi từ trong đó chảy ròng ròng lúc này bộ dáng đường tuấn thoạt nhìn thật sự là quá thê thảm. Mà sư tử lớn vốn cho rằng mình là người chiến thắng thì bị đường tuấn nắm đầu. Khi đường tuấn sách sư tử lớn hướng về phía cường giả tinh vực bạch hổ, đám thần quân yêu thú nhất mạch này đều kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Một vết thương giữ tợn từ ngực và bụng của sư tử lớn cho đến giữa hai chân, có thể nhìn ra được là vết đao. Vết đao rất sâu, chỉ thiếu một chút đã cắt sư tử lớn làm đôi. Điều chính thức làm cho bọn họ đổi sắc là nội tạng trong cơ thể sư tử lớn đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh trái đen. Xem ra là bị nhiệt độ cực cao trực tiếp thiêu hủy. Lúc này sư tử lớn ngoại trừ đầu còn nguyên vẹn, có thể nói chỉ còn lại một bộ da rỗng. Đột nhiên có người hét lên, tiểu thế giới của sư tử lớn sụp đổ. Mọi người dùng thần niệm đi cảm ứng, lập tức cảm ứng được hư không ở xung quanh sư tử lớn, một tòa tiểu thế giới chu vi hơn 10 cây em đang sụp đổ, Hư không không ngừng chấn động. Sư tử lớn đã chết. Ừc. Có người bắt đầu lặng lẽ nuốt nước miếng, đồng thời dùng ánh mắt kinh hãi nhìn đường tuấn. Một đao bổ sư tử cảnh giới thần quân sơ kỳ sư tử vàng lớn, tên này tu vi thật sự chỉ có động hư cảnh đỉnh phong sao. Audio điện tử võ tấn bền. Toàn trường là một trận tĩnh nghịch. Ngay cả mọi người của yêu thực nhất mạch cùng phá quân doanh còn đang giao thủ cũng không khỏi tạm dừng chiến đấu trước. Ánh mắt thanh mạn thần quân lóe lên bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Tuấn một tay nắm lấy sư tử lớn, xoay người hướng về phía mười mấy thần quân yêu thú nhất mạch, khóe miệng tuy rằng lộ ra vết máu, nhưng anh vẫn nhếch miệng cười nói còn ai muốn sâu lâu với ta sao. Trong lòng đường Tuấn cũng thầm than một tiếng, cảnh giới thật sự chênh lệch quá lớn. Vừa rồi một đao kia, anh đã dùng tất cả lá bài tẩy, bao gồm hỗn độn thần văn, còn có lực lượng của tiểu kim cùng tiểu thanh. chương 3172, thấy chưa, tôi vẫn có hai tay. Triệu huyền bay đến bên cạnh đường Tuấn, vỗ vai đường Tuấn một cái, nói, lão đường, anh quá uy mãnh. Đường Tuấn vốn có chút đứng không vững, lúc này bị triệu huyền vỗ một cái, thân thể khẽ run lên. Độc hạt thần quân chú ý tới một màn này, lập tức hô lên, anh ta đã cạn kiệt sức lực, liên thủ trấn áp anh ta, đoạt được y thuật nghịch thiên này. Thanh mạn, anh giữ lại những người đó cho tôi. Sứt lời, hơn 10 vị thần quân yêu thú nhất mạch cũng chú ý tới trạng thái dị thường của Đường Tuấn, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, hướng Triệu Huyền và Đường Tuấn chạy tới. Đường Tuấn cười khổ nói, lão Triệu, tôi bị anh hại thảm rồi. Triệu Huyền sợ ót, ngượng ngùng cười, nói tôi không nghĩ tới anh đã miệng cọp gan thỏ rồi nhưng không sao đâu, tôi sẽ ngăn cản họ cho anh. Anh ta lấy ra một cái đĩa hình la bàn, sau khi thúc giục pháp lực thì ném nó ra. Từ trong bàn tròn trào ra từng đoàn từng đoàn xương trắng. Xương trắng trong nháy mắt đã bao vây hơn 10 vị thần quân yêu thú nhất mạch, ngay cả độc hạt thần quân cũng bị vây khốn. Chỉ nghe được từng trận tiếng gầm gừ từ trong xương trắng chuyển ra, trong lúc nhất thời không có ai tránh ra. Triệu huyền ngạo nghế cười, nói thấy chưa, tôi vẫn có hai tay. Đường Tuấn nhìn chằm chằm la bàn trong tay Triệu Huyền, có chút kinh ngạc. Triệu Huyền giải thích, đây là kiện bí bảo thứ hai của vạn diệu cung chúng ta, tuy rằng không cách nào sát phạt, nhưng năng lực phây khốn người cũng không thua kém một vài đạo khí. Anh ta có chút ngượng ngùng nói, lần này tôi đi ra, trưởng giáo lại keo kiệt không cho tôi tài nguyên, tôi đành phải tự mình ra tay. Với tu vi hiện giờ của tôi, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, mấy lão trưởng giáo bọn họ làm sao có thể nhìn thấy tôi? Đường Tuấn im lặng một trận, thì ra đĩa này là Triệu Huyền trộm ra. Anh nhìn vào làn sương mù trắng và hỏi, có thể vây khốn đối phương trong bao lâu? Triệu Huyền nói, căn cứ vào tu vi của đối phương mà quyết định. Với tu vi của Độc Hạt Thần Quân, vây khốn bọn họ mấy ngày hẳn là không có vấn đề gì lớn. Anh ta mới vừa nói xong, sương mù trắng bỗng nhiên bắt đầu khởi động tiếp theo một cái bóng bọ cạp khổng lồ xuất hiện trên xương trắng. Sắc mặt triệu huyền đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, mẹ kiếp, tu vi của lão quỷ độc hạt này không phải là cảnh giới thần quân trung kỳ, mà là cảnh giới thần quân hậu kỳ. Bóng dáng của con bọ cạp càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra hình thể chân chính từ trong xương trắng. Toàn thân ngăm đen, giáp xác trên người lóe ra từng trận u quang, cái đuôi bọ cạp thật dài lắc lư, hơn nữa cái đuôi sợ là cao trăm thước. Độc hạt nặng nề hít sâu một hơi, nuốt vào toàn bộ xương trắng, Đông đảo thần quân bị vây khốn lại xuất hiện. Chương 3173, lão đường, đó là chỗ gì? Độc hạt thần quân nhìn xuống Đường Tuấn và Triệu Huyền, trào phúng nói, tiểu quỷ vạn diệu cung có vài phần thủ đoạn, cư nhiên có thể làm cho bổn thần quân bại lộ tu vi. Đáng tiếc tu vi của anh quá thấp, bây giờ anh sẽ được chôn cất, tôi sẽ thành toàn cho anh. Thân thể khổng lồ của anh ta dịch chuyển, cái đuôi bỏ cạp màu đen kia đâm xuống hai người. Không gian xuất hiện một vết tích màu đen, cho thấy một kích này đáng sợ như thế nào. Khi Triệu Huyền nói độc hạt thần quân là tu vi cảnh giới thần quân hậu kỳ, Đường Tuấn có dự cảm, cảnh giới thần quân hậu kỳ trước mắt đối với anh mà nói, là sự tồn tại không cách nào địch nổi. Trong nháy mắt độc hạt thần quân đâm xuống, Đường Tuấn bắt được Triệu Huyền, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài cách vạn dặm một kích của độc hạt thần quân thất bại chẳng những không có thẹn quá hóa giận ngược lại nở nụ cười thuấn di nắm giữ không tệ có thể tránh thoát khí thế áp chế của tôi chờ anh bước vào cảnh giới thần quân sau đó nói không chừng có thể nhất cử lĩnh ngộ được những sức mạnh siêu nhiên vĩ đại đáng tiếc anh sẽ không đợi được ngày đó thân hình anh ta khẽ động sau một khắc lại xuất hiện trước người đường tuấn cái đuôi lại đâm xuống không chút lưu tình đường tuấn nắm lấy triệu huyền tiếp tục thuấn di né tránh một kích này ong phương cứ như vậy người chạy người đuổi. Độc hạt thần quân tựa hồ cũng không vội giết chết hai người, ngược lại có chút giống như mèo vần chuột. Trong quá trình một chạy một đuổi theo, anh ta còn không ngừng phát ra tiếng cười, trốn đi chạy đi, xem các người có thể trốn được bao lâu. Ngoan ngoãn giao ra y thuật nghịch thiên, còn có thể làm cho các người chết bớt đau đớn hơn một chút. Lão đường, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tên độc hạt này rõ ràng là đang trêu đùa hai chúng ta anh ta tùy thời có thể giết chúng ta triệu huyền tuy rằng bước vào cảnh giới thần quân nhưng trình độ thuấn di còn không bằng đường tuấn lúc này chỉ có thể mặc cho đường tuấn nắm lấy anh ta không ngừng thuấn di trong lòng vô cùng nghẹn khuất đường tuấn không trả lời ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lão đường đó là chỗ gì triệu huyền thấy thế không khỏi hỏi mặt trăng đường tuấn nói Đường Tuấn nhìn như đang hoảng loạn chạy trốn, nhưng thật ra là từng chút từng chút dẫn độc hạt thần quân hướng lên mặt trăng. Anh từng nhìn qua dị tượng trên mặt trăng, Chu tước thần quân lại nói địa cầu có rất nhiều bí mật, cho nên lúc này không còn cách nào khác, Đường Tuấn chuẩn bị đánh cuộc một phen. Độc hạt thần quân thống khoái vô cùng, anh ta phát hiện Đường Tuấn dị thường. Cho dù phát hiện, anh ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Với trình độ xuống dốc của địa cầu bây giờ, cho dù còn có nội tình, uy hiếp đối với anh ta cũng không lớn. Ha ha ha, hai tiểu quỷ chạy đủ chưa? Trường 3174, không gian phong tỏa đại thần thông. Khi đường Tuấn mang theo triệu huyền rơi xuống mặt trăng, độc hạt thần quân theo đó xuất hiện, thân hình khủng bố tạo ra một cái bóng lớn, bao phủ hai người đường Tuấn, nhe răng cười nói, như thế nào, rốt cuộc cũng không trốn sao. Đường Tuấn trầm mặc không nói, nhưng tâm tình cũng khẩn trương lên. Nếu không trốn, vậy thì chịu chết đi. Độc hạt thần quân cười ha ha, đuôi bỏ cạp đâm ra, phát ra một trận âm thanh chói tai. Anh ta vì muốn nhìn bộ dáng giấy rụa gần chết của đường Tuấn, thậm chí còn không dùng khí tức chân áp đối phương. Nhưng hai người đường Tuấn ngay cả nhúc nhích cũng không, kinh ngạc nhìn đuôi bỏ cạp khổng lồ đâm về phía hai người. Ngay khi đuôi bỏ cạp cách đường Tuấn chưa tới một thước, đuôi bỏ cạp thế nhưng dừng lại. Độc hạt thần quân ngẩn ra, anh ta muốn cử động, nhưng đột nhiên phát hiện toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích. Không gian phong tỏa đại thần thông. Trong đầu độc hạt thần quân hiện lên một ý niệm. Không gian phong tỏa đại thần thông, ở thần quân có thể khống chế đại thần thông, uy lực có thể xếp hạng top 3. Đúng như tên gọi của nó, có thể phong tỏa không gian trong phạm vi nhất định, phạm vi này lớn nhỏ phụ thuộc vào kích thước của tiểu thế giới của người tu hành. Uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng đồng dạng cực kỳ khó tu luyện, thần quân của Trung ương Ngân Hà không ít, nhưng theo truyền thuyết tu luyện ra thần thông này, chỉ có mấy người lông phượng lân giác. Chẳng lẽ là chu tước thần quân ra tay? Không thể nào, ông ta không đi sao? Độc hạt thần quân đầu tiên nghĩ đến chính là chu tước thần quân, nhưng lập tức phủ quyết loại khả năng này. Lần này bọn họ dám tới địa cầu, chính là trước đó biết chu tước thần quân không có khả năng xuất thủ. Ngay khi độc hạt thần quân kinh hãi cùng khó hiểu, một tòa tiên khí mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, một người phụ nữ tu dung nhan tuyệt mỹ đứng ở trước cung điện, khuôn mặt xinh đẹp kia phủ đầy băng xương, trong mắt ẩn chứa sát khí vô tận, chậm rãi nói yêu thú tinh vực bạch hổ. Độc hạt thần quân nhìn thấy người này, tựa hồ nhớ tới một số chuyện, thất thanh hô to, bà là muội muội của ông ta, nhưng bà không phải đã chết sao, làm sao có thể còn sống. Tôi hiểu rồi, bà chỉ còn lại tàn hồn, chỉ có thể canh giữ ở chỗ này độc hạt thần quân ngôn ngữ bối rối, nhưng đường Tuấn lại nghe rõ. Tiên nữ cười lạnh nói, cho dù chỉ còn tàn hồn, diệt sát người cũng đủ rồi. Nói xong, bà ta lấy ra một viên ngọc xanh. mươi 3175, cậu là đệ tử vạn diệu cung. Một luồng ánh sáng trói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ thân thể độc hạt thần quân. Tiên nữ dường như cảm thấy rất khó chịu, tiếp theo lại là vô số luồng ánh sáng từ đầu ngón tay bắn ra cuối cùng thân thể độc hạt thần quân ngàn vạn vết thương máu tươi chảy ròng ròng nhưng ánh sáng kia bắn xuyên qua hư không ngay cả tiểu thế giới của độc hạt thần quân cũng bị hủy diệt cuối cùng độc hạt thần quân chết trong lúc không cam lòng cùng oán hận một vị cảnh giới thần quân hậu kỳ cứ như vậy chết đi tiên nữ bình thường giống như nữ tu nặng nề thở hồn hển ngược kịch liệt phập phồng một lúc lâu sau bà ấy mới nhìn về phía đường tuấn ánh mắt sâu kín, nói tu vi tiến cảnh ngược lại không chậm, chẳng qua vẫn quá yếu. Bà ấy lại nhìn về phía Triệu Huyền, ánh mắt dừng trên bàn tròn trong tay Triệu Huyền, sắc mặt khẽ biến, nói cậu là đệ tử vạn diệu cung. Triệu Huyền cung kính cẩn thưa vâng, ở trước mặt người dùng một kích xiết trên độc hạt thần quân này, anh ta cũng không dám có bất kỳ bất kính cùng giấu giếm nào. Tiên nữ nói cậu vừa mới đột phá thần quân không bao lâu, chính là thời điểm tích lũy nội tình, tiện nghi cho cậu. Bàn tay bà ấy hướng về phía hư không một cái. Độc hạt thần quân là tồn tại cảnh giới thần quân hậu kỳ, một thân tu vi vô cùng hùng hồn, tiểu thế giới khai phá tới gần trăm cây em, dung nạp nguyên khí càng là không thể đếm được. Tiểu thế giới sau khi bị bà ấy điểm phá, những nguyên khí này liền trở về với trời đất. Nhưng theo một phát này, một đoàn nguyên khí tinh thuần nhất được bà ấy trích xuất ra, đánh vào trong cơ thể Triệu Huyền. Khí tức Triệu Huyền liên tiếp tăng vọt, tiểu thế giới từ chu vi 10 km biến thành chu vi 20 km. Chờ khí thức của anh ta ổn định lại, Triệu Huyền cách cảnh giới thần quân trung kỳ chỉ thiếu một bước. Ở thời khắc cuối cùng, tiên nữ giúp anh ta áp chế một chút, bằng không Triệu Huyền đã bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ. Đường Tuấn nhìn đến nóng mắt một trận, tên Triệu Huyền này vận khí quả thực tốt đến dọa chết người, chẳng lẽ bảo đảm danh hào của bảo tống thần quân thật sự có gia tăng. Vẻ mặt Triệu Huyền kích động vội vàng nói, "Đa Tạ Tiên tử, đa Tạ Tiên tử." Chương 3176, "Tiên tử, người vẫn còn sống chứ?" Triệu Huyền được một nữ tu như tiên nữ thuật đại na để dịch chuyển thần thông ra khỏi mặt trăng, Triệu Huyền không hề bất mãn với chuyện này, vì anh ta đã nhận được rất nhiều từ chuyến đi này. Lúc này trong lòng Triệu Huyền càng kiên định với ý định muốn cọ sát với Đường Tuấn. Sự cọ sát này đã làm giảm bớt đi hàng trăm năm tu luyện khổ cực dưới mặt trăng, Đường Tuấn đang bí mật nói chuyện với nữ tu kia. Nữ tu nhẹ nhàng móc ngón tay ra, một mảnh giấy tàn tạ to bằng lòng bàn tay từ chỗ Đường Tuấn bay ra khỏi không gian. Đó chính là tấm địa đồ không hoàn chỉnh liên quan đến mộ Địa Thiên Quân, năm đó gần như trái đất cũng suýt bị hủy diệt vì nó. Thiên Quân chi mộ thật sự quan trọng như vậy sao? Đường Tuấn cảm thấy khó hiểu, kết quả của trận chiến năm đó đã khiến trái đất suy tàn trong gần 10 vạn năm đến những năm gần đây mới chỉ dần dần phục hồi lại. Nữ tu khẽ thở dài nói, đương nhiên thiên quân chi mộ không quan trọng như vậy, nhưng chủ nhân của mộ địa này không phải là thiên quân bình thường đâu, mà là thiên quân đệ nhất trong 10 kỷ nguyên gần nhất này. Hơn nữa còn có truyền thuyết nói ông ta gần với vô hạn trong cảnh giới truyền thuyết kia. Vẻ mặt đường Tuấn sững sờ, là đệ nhất trong 10 kỷ nguyên sao, quả thực có chút kinh khủng chẳng lẽ cảnh giới trong truyền thuyết là khu vực của thần tiên sao? Người nữ tu lại thở dài nói, khu vực của thần tiên sao, nói nghe thì dễ đó. Chỉ ít thì qua mấy chục kỷ nguyên cũng không xuất hiện lại nhân vật này, tục truyền trước khi bước vào khu vực thần tiên thì chính là một vị thể tiên linh rồi. Người cuối cùng người kia cũng đã phá vỡ hư không để trở thành một truyền thuyết. Thể tiên linh, đường tuấn lại lần nữa cảm động, đây là áp đảo hỗn độn ở phía trên thân thể tuyệt thế của tiên thể, Mỗi một cái đều là tồn tại khoáng cổ thước kim. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là khí chất bất phàm như tiên của đạo nhất thần tử. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đạo nhất, Đường Tuấn đã cảm thấy trên người của đối phương giống như được bao phủ bởi một tầng sương mù, khiến từ đầu đến cuối nhìn không thấu, khí chất của đạo nhất khiến cho người ta cảm giác như bị ngăn cách với thế giới này vậy. Cho nên khi nghe nói đến loại thể chất của thể tiên linh, trong đầu tự nhiên nghĩ đến anh ta. Đường Tuấn nói suy đoán của mình cho vị nữ tu kia, nữ tu khẽ cau mày lại, lập tức phủ nhận nói, không thể nào. Thế gian này không cho phép xuất hiện thể tiên linh này được, uy lực gần như chống lại trời. Có lẽ trên người của vị đạo nhất thần tử này có những bí mật khác, những người kế vị được các quái vật già trong trung ương ngân hà bồi dưỡng chắc chắn không phải là người thường. Dựa vào tu vi trước mắt của cậu thì không có cách nào nhìn được toàn cảnh đâu. Đường Tuấn khẽ gật đầu, chọn sẽ tin tưởng lời nói của nữ tu kia. Nếu như đạo nhất thực sự là thể tiên linh, thì sẽ không phải chiến đấu với ngao vấn thiên lâu như vậy. Do dự một lúc, Đường Tuấn mới hỏi, tiên tử, người vẫn còn sống chứ? Tôi tên là Nguyệt Nga, là cái tên mà năm đó anh tôi đã đặt cho tôi. Tiên tử Nguyệt Nga nhoẻn miệng cười, nhưng trong nụ cười lại có chút buồn bã và bi thương, chậm rãi nói, vừa rồi độc hạt tử ở bạch hổ tinh vực đã nói bây giờ tôi chỉ là một linh hồn còn sót lại, để sống lại cũng rất khó. chương 3177 ngay lúc đó, một con chó con đột nhiên xuất hiện. Trong lòng đường Tuấn hơi run lên, vội vàng hỏi lại, làm thế nào mà sống lại được vậy? Cường giả của địa cầu nhất mạch vẫn còn quá ít, nếu như có thêm một trợ thủ mạnh giống như tiên tử Nguyệt Nga thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tình hình sau này. Tiên tử Nguyệt Nga nhìn vẻ mặt của Đường Tuấn, không khỏi cười thầm, chỉ ngón tay điểm vào giữa hai lông mày của đường Tuấn nói thật là ngốc. Nếu như muốn hồi sinh cho tôi, trước tiên cậu phết suy nghĩ ra pháp châm cứu thần bí tầng thứ 5 mà tôi đã truyền cho cậu. Hiện tại cậu đã ở tầng thứ 3, thì cũng đủ để lĩnh hội được sự huyền bí và sức mạnh của nó rồi phải không? Đường Tuấn không khỏi cười khổ, pháp châm cứu thần bí tầng thứ 5, khó khăn cỡ nào? Cuống hồ bây giờ anh đang bị mắc kẹt ở trong tầng thứ 3, nên anh mới nói ra vấn đề của chính mình. Tiên tử Nguyệt Nga lắc đầu nói, tôi không có cách nào để trả lời đầy đủ câu hỏi của cậu. Các y sư nghiên cứu ra pháp châm cứu này năm đó đều đã chết hết. Nếu như so sánh thì không ai trên thế giới này có thể so được với cậu về kiến thức của pháp châm cứu này. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết rằng pháp châm cứu này không có vấn đề gì. Sở dĩ không sinh ra chi lực bản nguyên tầng 3, chỉ sợ là bởi vì tu vi của cậu không đủ không cách nào sinh ra được thôi. Được rồi. Đường Tuấn đành phải chấp nhận lời nói này. Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi lâu, Đường Tuấn cũng biết tiên tử Nguyệt Nga không cách nào rời khỏi mặt trăng. Nhưng ở trong mặt trăng, cô ấy có thể tùy ý phát huy thực lực của mình, thậm chí có thể chiến đấu với Tôn Giả một trận. Sau khi Đường Tuấn rời đi, tiên tử Nguyệt Nga nhìn lên bầu trời xa xăm vô tận, dường như có thể nhìn thấy trung ương ngân hà nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngày đó đã đến sao, rồi cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Bên ngoài trái đất, khi đường Tuấn xuất hiện lần nữa, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Phá quân doanh vẫn đang đối đầu với các cường giả của yêu thực nhất mạch, trong khi các người tu hành của yêu thú nhất mạch thì đã phải chịu thương vong nặng nề. Vốn dĩ là có hơn 10 vị thần quân, nhưng lúc này 10 vị đó vẫn còn chưa tới, tụ tập cùng nhau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, Vẻ mặt gần như đờ đẫn. Trước mặt bọn họ không xa, một tên gia hỏa giống dáng vẻ của chó con đang gặm xương, mà trên xương vẫn còn dính máu. Vừa gặm, con chó con vừa than thở, hóa ra là dê rừng thành tinh, thảo nào mùi lại nặng như thế, nhưng mà cứ miễn cưỡng đi thôi. Nghe thấy những lời này, vài vị thần quân của yêu thú nhất mạch càng thêm sợ hãi. Cách đây không lâu trước đây, sau khi Đường Tuấn và thần quân độc hạt rời đi, Thần quân của yêu thú nhất mạch đã sẵn sàng tấn công trái đất, bắt một số nhân vật quan trọng để uy hiếp Đường Tuấn. Ngay lúc đó, một con chó con đột nhiên xuất hiện. Vốn dĩ không ai để mắt đến nó, nhưng khi con chó con này cắn chết một thần quân yêu thú thì mọi người đều coi nó như đối thủ. Nhưng không ngờ chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lại Chương 3178 vỏ cây cứng quá ăn cũng không ngon. Khi các vị thần quân của yêu thú nhất mạch nghe vậy, bọn họ vô cùng tức giận. Đối với bọn họ thì khi bị xem như thức ăn, quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng đối mặt với uy lực ngập trời của con chó đó, bọn họ hoàn toàn không dám phản kháng. Đương nhiên con chó con này chính là thú nhỏ A Bảo. Được rồi. Đường Tuấn lên tiếng ngăn thú nhỏ lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trong thời gian này, anh đã đồng ý với con thú nhỏ rằng miễn là nó giúp bảo vệ trái đất, anh có thể mở khóa phong ấn của con thú nhỏ mặc dù thú nhỏ khó chịu nhưng vẫn đồng ý con thú nhỏ nhoẻn miệng cười với đường tuấn giữa hai hàm răng vẫn còn có thể nhìn thấy máu và thịt vụn trông có chút hung dữ và khiếp sợ nói thật lề mề lúc nãy sớm giao cho tôi thì không phải cắn một cái là xong sao đường tuấn nói mày còn có thể ăn được độc hạt tử thần quân cảnh hậu kỳ sao con thú nhỏ mỉm cười nói bây giờ thì chưa được nhưng chắc chắn sau này thì có thể đường tuấn không khỏi im lặng tên gia hỏa này đúng là thích nói khoác lác tuy nhiên trong lòng anh cũng có đoán được thực lực của thú nhỏ này có lẽ tương đương với thần quân cảnh trung kỳ cũng có thể mạnh hơn một chút đường tuấn liếc mắt nhìn những người tu hành của yêu thú nhất mạch và yêu thực nhất mạch nói giao bọn họ cho mày xử lý đó đối với những người này đường tuấn không có định ở lại đường tuấn vừa mới dứt lời sắc mặt của các vị thần quân của yêu thú nhất mạch trở nên vô cùng tái nhợt quả thực con chó con này ăn cả xương luôn nếu một khi đã rơi vào tay của đối phương thì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới có cơ hội sống sót nhưng trước đó bọn họ có thể cầu xin tha thứ con chó con đã há to miệng định nuốt chừng tất cả các vị thần quân của yêu thú nhất mạch anh liếc nhìn sáu vị thần quân của yêu thực nhất mạch bĩu môi nói thôi bỏ đi chó của tôi chỉ ăn thịt không phải ăn chay vỏ cây cứng quá ăn cũng không ngon nói xong anh bỏ đi với vẻ mặt ghét bỏ, không biết chạy đi đâu để ngủ tiếp đây. Đường Tuấn khẽ cao mày nhìn sáu vị thần quân của yêu thực nhất mạch kia, có chút khó xử. Đúng lúc này, thanh mạn thần quân mở miệng nói, y sư đường, chúng ta nguyện ý đầu hàng trái đất. Đại ca, sắc mặt năm vị thần quân đột nhiên thay đổi, đồng thời hét lên. Thanh mạn thần quân nói, chỉ cần y sư đường có thể tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi sẵn lòng phụng sự cho trái đất. Y sư đường có thủ án với Bạch Long thần quân ở Bạch Hổ tinh vực, nếu một ngày nào. chương 3179, biến trái đất thành trại chăn nuôi của chúng ta. Thanh mạn thần quân không do dự, thề đầu tiên. Mấy thần quân của yêu thực nhất mạch thấy thế, cũng lần lượt thề theo. Đường Tuấn giao những người này cùng phá quân doanh cho Triệu Huyền quản lý, lần này Triệu Huyền có cơ hội lớn như vậy, cũng không dễ dàng từ chối, nên trực tiếp đồng ý. Đến tận bây giờ thì trận phong ba này mới coi là kết thúc. Mà ở phía xa xa, trong một cung điện nguy nga ở Bạch Hổ tinh vực. Tòa cung điện này được gọi là Thần Quân Điện, chỉ có những người có tu vi đạt tới thần cấp mới có tư cách vào. Người điều khiển Thần Quân Điện này chính là Bạch Hổ tôn giả xuất thân từ Bạch Hổ tinh vực. Vì vậy, ngôi thần điện này có tầm quan trọng không gì sánh ngang trong Bạch Hổ tinh vực. Lúc này, hàng chục vị thần quân cùng nhau tụ tập lại, cũng nói chuyện hùng hồn với nhau. Tính toán thời gian, Thanh Mạn và Độc Hạt có lẽ đã chiếm thành công trái đất rồi. Trái đất cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, không có thần quân cai quản, nếu không chiếm được thì bọn họ nên tự sát đi. Chờ đến khi chúng ta có được hai loại y thuật nghịch thiên kia, sức mạnh của Bạch Hổ tinh vực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Biến trái đất thành trại chăn nuôi của chúng ta. Bạch Long thần quân ngồi ở vị trí cao nhất, Thần quân cảnh ở trong Bạch Hổ Tinh vực, sức mạnh của hắn chắc chắn là đệ nhất. Dựa vào thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn mới có thể lấy tên của Đông đảo Bạch Hổ Tinh vực xuất thân ở trái đất được. Bạch Long, dù sao anh cũng xuất thân ở trái đất, anh có suy nghĩ gì khôn? Một vị thần quân tới gần Bạch Long thần quân lên tiếng hỏi. Không ít người cũng nhìn sang. Bạch Long thần quân hừ lạnh một tiếng nói, trái đất nên bị hủy diệt. Cho dù hôm nay bọn họ thoát một kiếp, ngày khác tôi cũng sẽ ra tay. Người kia cười to nói, ha ha ha. Bạch Long, anh quả thật rất hung ác đó. Khó trách lại có thể có được thực lực như ngày hôm nay. Bạch Long khẽ nhíu mày, không nói tiếp nữa. Đúng lúc này, thần quân điện đột nhiên lắc lư, trong đại sảnh từng đợt ánh sáng và bóng đen chậm rãi xuất hiện, đây chính là cảnh những chuyện xảy ra ở bên ngoài trái đất. Nhưng cũng không rõ ràng lắm, bóng dáng không ngừng lắc lư dường như bị một thế lực thần bí nào đó quấy nhiễu cái gì chứ độc hạt đã bị giết chết đám người của thanh mạn đã bị bắt sao nhìn thấy hình ảnh sắc mặt của mọi người đều thay đổi rất nhiều có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mịt xem như là thanh mạn thần quân đã bị bắt chứ không phải đầu hàng lai lịch của con dị thú kia thế nào mà lại đáng sợ như vậy còn độc hạt đã có tu vi là thần quân cảnh hậu kỳ rồi làm sao vẫn bị rơi xuống ai đã giết chết nó vậy? Trong mắt của mọi người hiện vẻ khó hiểu và kinh ngạc. Vốn cho là dễ như trở bàn tay một trận chiến, nhưng lại xuất hiện biến cố này đúng là khiến người ta không thể ngờ được mà. Đồng thời, một lát sau, trong lòng không ít người cũng sợ hãi, biết rằng rất nhiều người trong bọn họ còn chưa đạt tới thần quân cảnh hậu kỳ. Nếu như lần này muốn ra tay, chỉ sợ kết cục cũng giống như vậy. Chương 3180, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuộc thảo luận lúc này chờ NANA gay gắt nhất, vài vị thần muốn biến trái đất thành trại chăn nuôi cũng đã im lặng. Ánh mắt của Bạch Long thần quân âm trầm không ngừng, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu không, lần này Bạch Long anh ra tay đi. Với sức mạnh của anh, trừ khi Chu Tước thần quân ra mặt, nếu không chiếm trái đất cũng dễ như trở bàn tay thôi. Lần này Bạch Hổ tinh vực đã quá mất mặt rồi, nhất định phải lấy trở về. Có người đưa ra đề nghị, Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Bạch Long Thần Quân. Bạch Long Thần Quân trầm mặc, vẻ lạnh lùng trên mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Không phải vì anh ấy vẫn còn tình cảm với trái đất, mà là vì anh ấy không chắc chắn về sức mạnh hiện tại của trái đất. Cũng không phải bởi vì anh ta vẫn còn có tình cảm với trái đất, mà là anh ta không dám chắc chắn thực lực bây giờ của trái đất. Lúc trước anh ta vừa bị Chu Tước Thần Quân đả thương, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sức lực đã bị hao tổn rất nhiều. Nếu xảy chuyện ngoài ý muốn nữa thì có thể sẽ bị chết. Các vị thần trong bạch hổ tinh vực có thể không có suy nghĩ coi anh ta như một người đi trước để thăm dò. Không cần bạch long ra tay đâu, để tôi đích thân ra tay cho. Đúng lúc này, một suy nghĩ to lớn khó lường bỗng nhiên vang lên trong thần quân điện. Nghe thấy suy nghĩ này, tất cả các vị thần quân ở trong điện, bao gồm cả bạch long thần quân cũng đồng thời sửng sốt vẻ mặt kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống, mặt hướng về ghế ngồi không người ở phía trước, nói, bái kiến tôn giả. Chủ nhân của suy nghĩ vừa rồi là trí tôn của Bạch Hổ Tinh Vực, là Bạch Hổ Tôn Nghĩa. Bạch Hổ Tôn Nghĩa lại truyền suy nghĩ ra lần nữa, trái đất lại dám giết chết con cháu của tôi, bây giờ lại khiến Bạch Hổ Tinh Vực tôi mất đi binh lính. Nên giết. Không ai dám nói chuyện, trong lòng thầm phán tử hình cho trái đất. Tôn giả đã ra tay, cho dù trái đất có trở lại thời kỳ hoàng kim cũng không thể ngăn cản được. Trên trái đất, hầu hết các người tu hành cũng không biết rằng bọn họ đã thoát khỏi thảm họa của một cuộc xâm lược ngoài lãnh thổ cách đây không lâu. Chỉ có những người tu hành hàng đầu và các quan chức chính phủ cấp cao trên trái đất ngày nay mới coi trọng vấn đề này. Dù sao bọn họ cũng không muốn bị giết chết. Hà Nội, Việt Nam. Bây giờ là 10 giờ sáng, thời tiết rất tốt, bầu trời không có mây sau thời tu hành bắt đầu phát triển, môi trường trở nên tốt hơn rất nhiều, cũng không còn khói bụi dày đặc nữa. Bỗng nhiên, không cần biết tu vi cao hay thấp, tất cả mọi người trên trái đất đều cảm thấy một tim đập nhanh. Mọi người nhìn lên bầu trời, bầu trời ở Hà Nội đang trong xanh bỗng trở nên tối sầm, mặt trời trên cao. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 3180